Đây là mặt tiền của lô đất chúng ta, quý anh chị nhé. Đó, đất chúng ta thì hai mặt tiền đường, mặt tiền trên và dưới luôn, quý anh chị nhé. Và mặt tiền dưới của chúng ta thì đã có sẵn một căn nhà cấp 4, gia chủ xây dựng còn rất là mới và kiên cố và đẹp, quý anh chị nhé. Nhà rất là chắc chắn luôn. Thì bây giờ em sẽ đi vào bên trong, em quay cho quý anh chị chúng ta xem chi tiết công năng sử dụng của căn nhà chúng ta nhé. Đó, căn nhà chúng ta thì được gia chủ xây dựng còn rất là mới và đẹp, quý anh chị nhé. Căn nhà chúng ta thì có một phòng khách và ba phòng ngủ, quý anh chị nhé. Đó, nhà còn mới tinh luôn, quý anh chị. Nhà chúng ta thì được trần bằng tôn lạnh luôn, quý anh chị nhé. Đó, cửa thì cửa gỗ rất là đẹp luôn ạ. Đây là phòng ngủ đầu tiên đấy quý anh chị này. Đó. Phòng ngủ của chúng ta rất là rộng và đẹp. Và tiếp theo là phòng ngủ thứ hai, em sẽ quay từng phòng một cho quý anh chị chúng ta xem bên trong. Và tiếp theo là phòng ngủ thứ ba đấy quý anh chị nhé. Đó. Và nhà chúng ta thì đã được ốp bằng gạch lửng lên rất là đẹp và sạch sẽ luôn ạ. Đó, phòng khách của chúng ta thì một cái không gian rất là rộng luôn. Và phía sau căn nhà chúng ta thì có nhà bếp và các công trình phụ ở phía sau quý anh chị nhé. Đó, đây là căn nhà bếp của chúng ta này. Gia chủ vẫn đang sử dụng bằng căn nhà gỗ của anh chị nhé. Đó, bên cạnh liền kề thì có khu năng lượng nước nóng và các công trình phụ. Và gia chủ là một người đam mê chơi lan quý anh chị nhé. Đó, những cái giỏ lan của gia chủ treo ở đây rất là đẹp và giá trị luôn ạ. Vâng, và lô đất chúng ta thì có địa chỉ tại xã Đờ Ly Gia, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk quý anh chị nhé. Và lô đất chúng ta thì có tổng diện tích là 1,2 hectare. Trên đất thì đã có một căn nhà cấp 4, có 400 mét đất thổ cư và có hai mặt tiền đường. Mặt tiền đường của chúng ta thì rất là rộng quý anh chị nhé. Và con đường này thì đang được họp dân để chuẩn bị tiến hành đổ bê tông quý anh chị nhé. Vâng, đổ bê tông là mặt bằng đường là 6 mét và lòng đường bê tông là 4 mét quý anh chị nhé. Theo chia sẻ của gia đình là con đường này đang chuẩn bị đổ bê tông. Và nhà nước hỗ trợ nhân dân 100% quý anh chị nhé. Vốn nhà nước 100%. Nhân dân chỉ có hiến mặt bằng thôi quý anh chị nhé. Và lô đất chúng ta 1,2 hectare thì gia chủ có ký gửi. Bên em bán với giá 1 tỷ 700 triệu. Có thương lượng và bao sổ sách cho quý anh chị luôn nhé. Trên đất chúng ta thì cây trồng tổng hợp quý anh chị. Cà phê và một số cây sầu riêng và có xen một số mắc ca và một số hồ tiêu quý anh chị nhé. Đó, trên video của em quay thì cũng khá là chi tiết để quý anh chị chúng ta quan tâm thì cố gắng theo dõi cụ thể cái video của em ngày hôm nay để chúng ta ở xa cũng nắm bắt được các cây trồng cũng như khu vực mặt bằng ở đây. Ở đây là khu dân cư đông luôn quý anh chị nhé. Trên đất chúng ta thì có căn nhà cấp 4, có 400 mét đất thổ cư, có hai mặt tiền đường và có điện, có hồ tưới, có giếng, giếng ăn sinh hoạt của anh chị nhé. Và các công trình công năng sử dụng bên bên trong căn nhà cũng như là phía sau căn nhà chúng ta thì có bồn bồn nóng lạnh mặt trời của anh chị nhé. Và các công trình phụ và bếp núc thì đầy đủ ạ. Các công trình vệ sinh, nhà tắm. Thì trên cây trồng chúng ta thì quý anh chị có thể thấy trên màn hình thì cũng rất là đẹp quý anh chị nhé. Sầu riêng, cà phê cũng như một số cây ăn trái tổng hợp để quý anh chị chúng ta quan tâm thì hãy theo dõi cụ thể cái video của em ngày hôm nay nhé. Đất chúng ta là đất đỏ Ba Gian. Đất chúng ta thì có độ thoải nhẹ đó quý anh chị nhé. Cây trồng sinh trưởng phát triển cũng rất là đẹp. Vâng, với một mức giá gia chủ đưa ra thì 1 tỷ 700 triệu có thương lượng và bao sổ sách cho chúng ta. Thì quý anh chị nào cảm thấy phù hợp với tài chính của mình và mình cảm thấy lô đất này đẹp có giá trị thì liên hệ ngay cho em theo số điện thoại em có ghim trên màn hình.
và kết bạn Zalo để em sẽ gửi sổ cũng như tư vấn cho quý anh chị chúng ta cụ thể hơn quý anh chị nhé. Vâng, em xin nhắc lại thông tin cũng như địa chỉ lô đất chúng ta nhé. Đất chúng ta thì có địa chỉ tại xã Đờ Lây Gia, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk quý anh chị nhé. Đất chúng ta thì có tổng diện tích là 1,2 hectare. Đất chúng ta có hai mặt tiền đường. Trên đất thì đã có một căn nhà cấp 4, có 400 mét đất thổ cư, có điện, có hồ tưới, có giếng sử dụng nước sinh hoạt của anh chị nhé. Và có các công trình phụ thì em có quay rõ trên cái video, thì quý anh chị chúng ta hãy theo dõi cho thật cụ thể nhé. Vâng, với một mức giá gia chủ gửi nhà đất bên em 1 tỷ 700 triệu thì cũng khá là phù hợp cho một lô đất ở trong khu dân cư và các công năng sử dụng căn nhà chúng ta. Nhà chúng ta thì còn rất là mới. Một phòng khách và ba phòng ngủ thì đầu video em có quay cho quý anh chị chúng ta xem rồi. Và cà phê chúng ta thì năm nay thì gia chủ cũng đã đầu tư xong hết rồi quý anh chị nhé. Nên là gia chủ sẽ hái mùa cà phê này. Thì chúng ta mua chúng ta chỉ có chăm sóc rồi thì chúng ta sẽ hứa hẹn một mùa tới quý anh chị nhé. Vâng, quý anh chị và các nhà đầu tư nào quan tâm thì gọi điện cho em và kết bạn Zalo ạ. Và quý anh chị nào xem kênh em cũng như lần đầu xem kênh thì đăng ký kênh em để luôn luôn đón xem những video mới sớm nhất mà nhà đất em đăng tải lên, những lô đất đẹp có giá trị để chúng ta tham khảo và lựa chọn ạ. Vâng, và bây giờ em nhá, xin tạm dừng video tại đây. Xin chào quý anh chị và xin hẹn gặp lại quý anh chị ở những video tiếp theo. Đất chúng ta đây có cái hồ tưới nhé, hồ tưới rất là rộng, hồ tưới này là nước thoải mái luôn đó, hồ tưới liền con suối nhé, ở khu vực đó là có con suối nước chảy ở đó. Xung quanh bờ thì đã trồng cây dổi đó, cây dổi trên bờ đã trồng cây dổi rất là đẹp luôn. Đất chúng ta thì tưới bằng điện, tưới điện điện một pha rất là mạnh nhé. Điện ở đây rất là mạnh. Đây là cái bờ ao của mình.